Xót xa, mẹ đẻ có ý định ném con xuống sông, nhưng em bé vẫn ôm chặt và bảo vệ mẹ. Hôm qua, trên mạng xã hội TikTok lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh tượng bên bờ sông cùng câu chuyện vô cùng đau lòng, khiến nhiều người xót xa. Theo đó, nhân vật chính trong đoạn video clip là hai mẹ con, em bé gái chừng khoảng 7-8 tuổi, mặc một chiếc áo bông màu hồng, đang khóc nức nở và ôm chặt lấy người mẹ của mình không buông. Về xung quanh hai mẹ con là rất nhiều người dân cùng các đồng chí công an. Đáng chú ý, thái độ của bà con phần đa là bức xúc, bàng hoàng, phẫn nộ, xen lẫn xót xa. Tìm hiểu kỹ hơn về diễn biến của sự việc, ai cũng không khỏi nghẹn ngào. Không biết vì lý do gì hay có nỗi khổ tâm nào mà người mẹ lại có ý định ném con xuống sông. May mắn, em bé đã bám chặt lấy thành cầu không buông, đến nỗi đôi bàn tay nhỏ bé rớm máu. Sau khi được phát hiện, người dân đã hô hào nhau chạy tới giúp đỡ, đưa cả hai mẹ con lên bờ an toàn, cũng như gọi chính quyền tới để giải quyết. Khi thấy các cô bác cùng các chú công an đưa mẹ đi, em bé dù vẫn còn bàng hoàng vì vừa trải qua giây phút sinh tử, nhưng vẫn cố gắng giang đôi bàn tay nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy mẹ, bảo vệ mẹ. Sinh mạng này là mẹ cho con, dù có như thế nào thì con vẫn yêu mẹ. Có lẽ, trong giây phút này, sự sợ hãi cũng không thể lấn át đi tình yêu thương mà cô bé dành cho mẹ của mình. Đối với em, trong khoảnh khắc này, giữa nơi sông nước xa lạ, mẹ là người thân duy nhất. Nhưng có lẽ, sau này, ký ức ám ảnh về giây phút suýt bị mẹ chia cắt mình với thế giới sẽ là nỗi đau, là vết thương không thể nào nguôi. Sự việc được ghi nhận xảy ra tại khu vực cầu Đo Lèn, thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hy vọng rằng hai mẹ con sẽ bình an và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất trong vòng 24 giờ qua.